Chuyện cổ tích Việt Nam. Cô thợ làm bánh chăm chỉ. Ngày xưa, tại một thị trấn nọ có một thợ làm bánh tên Mandy. Bánh và kẹo của cô nổi danh khắp thị trấn, đặc biệt là loại bánh nướng nhỏ sô-cô-la và dâu tây. Mandy mở cửa tiệm từ rất sớm và chỉ bán những chiếc bánh tươi ngon nhất với nguyên liệu tuyệt hảo. Nếu cuối ngày tiệm vẫn còn dư bánh, cô sẽ đem chia miễn phí cho trẻ em và làm mẻ mới vào hôm sau. Người nườm nượp kéo tới tiệm bánh nhỏ của cô. Mandy, thật sự bánh của cô rất ngon. Con trai tôi chỉ muốn ăn bánh sinh nhật do cô làm thôi. Cảm ơn cháu nhé. Và đây là 2 chiếc bánh tặng kèm cho sinh nhật của cháu nhé. Chúc mừng sinh nhật. Cháu cảm ơn cô. Ở ngay đối diện tiệm bánh của cô là cửa hàng bánh ngọt Barney. Barney rất lười biếng. Anh ta nhìn khách tới xếp hàng mua bánh của Mandy và cảm thấy ghen tức. Nếu việc kinh doanh của cô ta tiến triển như vậy, sẽ chẳng ai đến mua bánh của mình nữa đâu. Mình phải làm gì đó mới được. Vì vậy, Barney nghĩ ra một ý đồ kéo khách hàng tới tiệm bánh của anh ta. Mua 2 với giá 1 chiếc đây. Mua 2 chiếc với giá 1 chiếc đây. Một vài khách hàng từ tiệm bánh của Mandy đi sang tiệm của Barney, nhưng họ mau chóng trở lại tiệm Mandy. Bán 2 chiếc với giá chỉ 1. Barney, bánh của anh có gì không ngon bằng bánh của Mandy. Dù anh có giảm giá đi nữa, bánh của anh cũng không đủ độ tươi ngon. Xin lỗi. Một ngày nọ, một nhà quý tộc tới cửa tiệm của Mandy. Cô có phải Mandy thợ làm bánh nức danh đó không? Vâng, tôi có thể giúp gì cho ngài? Con trai ta ăn được loại bánh sô-cô-la của tiệm cô vào ngày sinh nhật bạn. Cậu nhỏ nằng nặc muốn được ăn vào ngày sinh nhật của mình. Cô có thể giúp cháu không? Thật vinh hạnh cho tôi thưa ngài. Sao ngài không ăn thử và quyết định xem có thích chúng hay không nhỉ? Ồ, vậy thì tuyệt quá. Ôi ngon quá. Ta chắc chắn sẽ đặt chúng cho bữa tiệc sinh nhật. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Vậy thì thật là mừng quá. Ngài muốn số lượng bao nhiêu và khi nào sẽ tới lễ sinh nhật? Bữa tiệc sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy, 3 ngày nữa. Cô có thể gửi 100 chiếc bánh tới nhà của ta được hay không? Tôi sẽ chuẩn bị và gửi bánh tới nhà của ngài vào 3 giờ thứ Bảy. Mandy làm việc rất chăm chỉ và chuẩn bị được 100 chiếc bánh. Trái lại, Barney khi biết được Mandy có đơn hàng lớn, hắn ta quyết định phá hỏng nó. Nếu nhà quý tộc ở cung vua thích ăn bánh của cô ta, không ai sẽ tới tiệm bánh của ta nữa. Ta phải hủy hoại đơn hàng này. Vì vậy, đêm hôm đó khi Mandy đã làm bánh xong, cuối cùng 100 chiếc bánh cũng được làm xong. Mình sẽ đem chúng tới nhà của nhà quý tộc ngay sáng mai. Cô chỉ có thể gửi bánh đi nếu chúng vẫn còn vào sáng mai. Sáng hôm sau, khi Mandy tới cửa tiệm của mình, cô đã rất sốc khi biết tất cả bánh đã bị chuột ăn mất. Trời đất ơi! Sao chuyện này có thể chứ? Mình làm gì bây giờ? Còn 3 tiếng nữa là phải giao bánh rồi. Mandy đã rất lo lắng. Đúng lúc này, Barney xuất hiện. Có chuyện gì vậy hả Mandy? Sao cô lại lo lắng như vậy? Là anh. Anh đến cửa hàng mở hàng sớm như vậy. Anh làm gì ở đây? Tôi có đơn bánh nướng nhỏ giao đến nhà của vị quý tộc ngày hôm nay. Anh đang cắp bánh của cửa hàng tôi. Mọi việc sẽ đâu vào đó thôi mà. Giờ Mandy thật sự đã tức giận. Cô không thể để Barney thoát tội được. Nhưng giờ cô phải làm gì đây? Đột nhiên cô có một ý tưởng. Cô nhanh chóng lao vào bếp. 3 tiếng sau, đây là thành quả mà cô tạo ra. Nhìn này mẹ ơi, chiếc bánh nhìn như một lâu đài vậy. Một chiếc bánh lâu đài, con muốn nó. Ôi, chiếc bánh đẹp quá. Cô tự tay làm hay sao? Vâng. Vậy là Mandy giao chiếc bánh mà chưa ai từng nhìn thấy tới nhà của vị quý tộc. Ôi, chiếc bánh đẹp quá. Cảm ơn cháu. Cô biết cháu muốn bánh nướng nhỏ, nhưng cô nảy ra ý tưởng làm thứ đặc biệt vào ngày sinh nhật của cháu. Vâng, cháu thích lắm ạ. Và vậy là Mandy nổi tiếng không chỉ vì bánh nướng nhỏ mà còn vì vẻ ngoài lộng lẫy của chúng. Cô bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng hơn trước. Trong một tình huống vô vọng, Mandy đã không mất bình tĩnh mà đã sử dụng một chút sáng tạo của mình, lật ngược tình thế, thậm chí còn thành công hơn trước.